Đừng có vào thị trường đỏ nữa cả nhà. Có những cái thị trường mà nó đã đỏ ngầu đi rồi. Rồi bây giờ Hường sẽ chia sẻ một cái nữa. Đó là về một cái gọi là một bí mật này. Ở trong xu hướng đó là sản phẩm thông tin. Các bạn cần phải viết xuống cái chủ đề này. Là thời kỳ của sản phẩm thông tin, thực ra sản phẩm thông tin nó đã có từ vài mấy năm trước rồi. Nhưng mà hiện nay thì cái sản phẩm thông tin nó lại càng hot, nó càng trở nên hot. Ví dụ như các bạn đang quảng bá các sản phẩm ở trên Clickbank thì các bạn thấy đó, người ta chỉ sản xuất ra cái ebook một lần, cái khóa học, cái phần mềm một lần thôi. Và sau đó thì họ lại bán đi rất là nhiều lần. Họ bán vô số lần, họ bán cả chục nghìn lần, trăm nghìn lần, thậm chí là vô số lần mình không biết được. Có thể là họ đã bán được bao nhiêu đơn hàng từ cái sản phẩm mà họ chỉ sản xuất một lần đó. Cái chia sẻ một cái kinh nghiệm, cái bí quyết nào đó, đúng không? Thì các bạn nếu mà đang làm Clickbank, các bạn sẽ thấy mỗi ngày đó. Và ví dụ như Việt Nam của chúng ta, các bạn sẽ thấy là những sản phẩm trên khóa học trên Unica, Edumore hay là những website chia sẻ tài liệu chẳng hạn, những cũng có những cái nơi họ bán ebook trên mạng tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Và những cái nơi mà họ bán cái sản phẩm thông tin như vậy. Bây giờ các bạn cần hiểu ra rằng nè, trong thị trường hiện tại, các bạn phải lưu tâm tới cái sản phẩm thông tin. Một là các bạn quảng bá hoặc là các bạn quảng cáo những cái sản phẩm 100% thông tin. Là những cái sản phẩm gọi là digital product, là những cái sản phẩm này hoa hồng của các bạn sẽ rất cao. Bởi vì nhà cung cấp họ sản xuất có một lần, họ sẵn sàng trả cho các bạn cái giá đó, cái mức hoa hồng rất là cao. Mặc dù cái thông tin có phải là nguồn tài nguyên quý giá không cả nhà. Như bài trước đó Hường chia sẻ đó, có một nguồn thông tin người ta nói rằng đó là khi mà tổng thống Donald Trump ông đã mua cái này là chưa chính thống, nhưng đại khái là tổng thống Donald Trump ông đã mua cái tài liệu ở đâu đó và ông biết người dân Mỹ đang cần gì đó. Ông sẽ nói những cái điều mà người dân Mỹ cần, nên là ông đã thắng cử với kiểu thôi. Và sản phẩm thông tin đó là một cái tư duy, một cái mindset, một cái bí mật kinh doanh nào chẳng hạn. Và chúng ta có định giá được hay không? Không hề định giá được. Ví dụ như là chúng ta mua một cái tủ lạnh, cái máy giặt thì thường thường sẽ được định giá, đúng không? Chúng ta sẽ biết nguyên vật liệu của nó, bao nhiêu công suất trong đó và nó ra như thế này như kia. Nhưng mà cái sản phẩm thông tin nó là có thể là từ 0 đồng cho đến vô giá, có thể là cũng một tiếng đồng hồ đó người này bán được khoảng 500.000 nhưng mà có người bán 5 triệu, 50 triệu tiếng đồng hồ đó là chuyện bình thường. Vậy chúng ta lưu ý cái thứ nhất là chúng ta sẽ quảng bá cái sản phẩm thông tin. Cái điều thứ hai là chúng ta sẽ kết hợp sản phẩm thông tin và sản phẩm vật lý. Đấy, khi mà chúng ta kết hợp thì doanh số của chúng ta sẽ ok. Bây giờ các bạn có bao giờ các bạn thấy được đó là thường có một con bạn, thực ra nó là vợ của một ông bạn, vợ của một ông bạn. Ông này thì chuyên gia bán các sản phẩm, tức là vợ của anh ấy chuyên gia bán những sản phẩm về chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ, về sữa rửa mặt, về chăm sóc da, vân 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 vân. Thì đăng ký mở một cái chương trình, một cái khóa đào tạo ở trên Unica dạy về làm thế nào để có thể là chăm sóc da này, làm thế nào để làm cho da mình đẹp, làm thế nào để rửa mặt đúng cách, làm thế nào để tẩy trang đúng cách, vân vân. Dạy từ A đến Z về những cái quy trình đó. Nhưng thực ra bạn ấy không phải là chuyên gia về, bạn không phải được học cái ngành đó, mà chỉ cần thực ra nếu mình muốn làm mình có thể search trên Google được không, Google sẽ giúp cho chúng ta. Thế là bạn ấy làm cái khóa như vậy. Kể từ khi bạn đăng lên và bán khoảng cái tầm 1 triệu mấy 2 triệu gì đó một cái khóa đó, và bỗng dưng trở thành cô giáo, đúng không cả nhà? Sau khi trở thành cô giáo rồi thì lúc mà các bạn ấy quảng bá cái sản phẩm cho Nu Skin, thì bán cái sản phẩm đó rồi thì nếu mà ai mua cái bộ mặt nạ dưỡng da hoặc là cái máy rửa mặt hoặc là kem dưỡng da nào đó, bạn sẽ tặng cho nguyên cái khóa 1 triệu mấy 2 triệu ở trên Unica. Theo bạn ấy, là khách hàng của bạn sẽ chọn mua từ một cô giáo chăm sóc sức khỏe, hay là các khách hàng của bạn sẽ chọn mua từ một người, một nhân viên văn phòng thông thường chỉ chia sẻ với các bạn thôi? Đương nhiên là chọn từ cô giáo sẽ lợi hơn, đúng không? Thứ nhất là các bạn được tặng nguyên một cái khóa học. Từ đây khóa học đó thì bạn ấy chỉ tạo ra có một lần, sau đó bạn tặng cho những người mà mua mỹ phẩm từ bạn ấy.
Thì đó là một cái điểm đặc biệt giải quyết cho cái câu hỏi là tại sao trên thị trường nhiều người bán như vậy mà người ta lại chọn mua từ bạn ấy, đúng không? Các bạn có thấy hấp dẫn không? Vậy nếu như mà chúng ta đang quảng bá những cái sản phẩm, ví dụ My Daily Choice là những cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe, như vậy các bạn có nghĩ là chúng ta trở thành một người chuyên gia về chăm sóc sức khỏe, có một cái khóa đào tạo về cái khóa huấn luyện, khóa đào tạo gì đó về chăm sóc sức khỏe, hoặc là một cái huấn luyện viên về sức khỏe, một health coach về sức khỏe không? Được không? Các bạn có ai thoáng nghĩ là mình không có kiến thức về sức khỏe không? Thực ra trong cuộc đời này, cái phần mà làm thế nào để lên giàu ấy thì nó hơi khó. Chứ còn những cái kỹ năng mà chúng ta biết là chúng ta học để làm gì thì có khó không? Ví dụ như các bạn muốn biết làm một website, các bạn chưa có kiến thức nào đó, nhưng mà mục tiêu của chúng ta là muốn biết cách để làm một cái website. Như vậy các bạn làm được không? Lên Google, trên YouTube, search và chúng ta một cái thời gian ngắn nào đó chúng ta sẽ tìm hiểu được ngay. Nói chung á là thực ra để biết cụ thể một cái gì thì nó không khó đâu, chúng ta có thể học được ngay thôi. Thì điều quan trọng là chúng ta không biết là chúng ta không biết cái gì ấy, thì nó mới nguy hiểm thôi. Còn nếu mà chúng ta biết chúng ta không biết cái gì đó và chúng ta biết là cái điều chúng ta không biết đó nó quan trọng, lên Google hay là YouTube và chúng ta học là được rồi, được không? Ok rồi đúng không? Như vậy là để trả lời cho câu hỏi đó là các bạn hoàn toàn có thể là trở thành một người huấn luyện viên về chăm sóc sức khỏe, health coach, nếu như các bạn muốn, đúng không? Như vậy thì để trở thành một cái huấn luyện viên về chăm sóc sức khỏe, và chúng ta hoàn toàn có thể có một chương trình về chăm sóc sức khỏe, những cái buổi coach, những cái buổi chia sẻ về sức khỏe vân vân, và người ta sẵn sàng mua một cái sản phẩm từ những người giúp họ chăm sóc sức khỏe, hay là mua một cái sản phẩm nào đó ở trên mạng, thấy một cái website và họ mua thôi. Trên thị trường hiện nay ấy, mình không quan trọng là bạn làm website chuyên nghiệp như thế nào, mà điều quan trọng là bạn giúp được gì cho khách hàng của bạn, thì đó là cái điều quan trọng nhất. Rồi nói đến đây, các bạn hãy quan sát ở trên thị trường, có ai đã quen với một hình ảnh gọi là có ai đó là một health coach không? Là một huấn luyện viên về sức khỏe. Chắc chắn là các bạn sẽ thấy rồi, trên thị trường hiện nay đầy người làm cái điều đó. Và bây giờ các bạn sẽ nhận ra một điều, đa số những người ở trên thị trường hiện nay mà họ với vai trò đó là health coach, tức là chăm sóc sức khỏe, huấn luyện viên và chăm sóc sức khỏe, là các bạn ấy đang quảng bá một cái sản phẩm nào đó theo kiểu xây dựng hệ thống MLM, tức là đang xây dựng hệ thống kinh doanh đa cấp ấy. Thì các bạn sẽ thấy trên thị trường thấy đầy. Bây giờ nếu các bạn chưa thấy thì bây giờ các bạn hãy để ý xem thử ai là health coach, là một cái huấn luyện viên chăm sóc về sức khỏe ha. Ok, các bạn hoàn toàn có thể làm điều đó. Tuy nhiên rằng trên thị trường có, khi mà có nhiều người làm health coach thì chúng ta có nên làm tiếp theo hay không? Thực ra nếu như các bạn tiếp tục làm theo kiểu đó, các bạn vẫn bán được hàng tốt hơn nhiều so với việc các bạn trả lại, đúng không? Dù sao thì các bạn cũng sẽ làm tốt hơn nhiều so với cái việc mà các bạn trả lại ai cả. Ok, có một câu nói Hường muốn mọi người ghi xuống: bạn nên là người giỏi nhất. Nếu không phải là người giỏi nhất, hãy là người dẫn đầu. Còn nếu không phải là người dẫn đầu luôn, thì hãy tự vạch cho mình một lối đi riêng. Đừng có vào thị trường đỏ nữa cả nhà. Có những cái thị trường mà nó đã đỏ ngầu đi rồi, người ta là chán ngấy với một cái thị trường đỏ cạnh tranh quá trời quá đất rồi, thì chúng ta phải tìm cách vạch cho mình một cái lối đi riêng. Làm thế nào để cái thị trường của chúng ta vạch ra nó là 100% giống như kiểu nó hầu hết thuộc về mình rồi, nó là một cái thị trường đại dương xanh rồi, nó không có đỏ nữa khi mà chúng ta tự vạch, đúng không? Còn không thì bạn phải trở nên đứng đầu, bạn phải là người giỏi nhất trong cái thị trường cũ, hoặc bạn phải là người dẫn đầu trong thị trường cũ, hoặc là bạn hãy vạch cho mình một cái lối đi riêng, được không? Như vậy tới thời điểm này các bạn chính là những người làm chủ cuộc chơi, và các bạn hãy nghĩ tới việc làm nào để sáng tạo hơn, làm nào để chúng ta có thể vạch ra một cái lối khác. Thay vì chuyên gia, nhiều người huấn luyện viên về chăm sóc sức khỏe, thì các bạn còn có thể là huấn luyện viên nào đối với những cái sản phẩm tiếp thị giá cao như thế này. Các bạn có thể nhắm vào huấn luyện viên nào. Bạn trở thành một coach về đề tài gì? Nếu mà chúng ta đang quảng bá những cái sản phẩm tiếp thị giá cao. Ok, bây giờ xem nè, nếu mà
ai đó họ làm một healthy coach, tức là một người huấn luyện viên chăm sóc sức khỏe, thì họ đang đánh vào cái tuổi huyệt cảm xúc nào, với nhu cầu nào? Có phải là họ đang đánh vào cái nhu cầu là về bản thân không? Về nhu cầu sống, có thể là chăm sóc sức khỏe, làm nào để khỏe hơn, đẹp hơn, không không? Đấy, đúng không? À, thì bây giờ chúng ta vẫn có thể đánh một cái tuổi huyệt cảm xúc khác, nếu như các bạn muốn đánh vào cái nhu cầu khác của khách hàng. Chúng ta không huấn luyện viên trong về chăm sóc sức khỏe nữa, có thể là huấn luyện viên trong cái nào, biết không? Mọi người có thể bình luận xuống.